Hello. Hello, 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 hello. Mất tổng chưa ta? Hello. Hello, 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 hello. Mất tổng chưa? Ui da, sao mất to dữ vậy? Mất này hơi to nha. Để đợi giảm tiếng cái anh em, từ từ. Đi chơi net, máy nó không có như ở game nào. Là nó hơi to. Ok, hello, hello, hello. Hello, mà chết. Thật, net này chơi hơi bị tốn tiền đấy. Tiếng 30 ngàn đó anh em, giỡn hoài. Chơi net đến khi nào kiếm được team thì thôi. Tiếng 30 ngàn giờ like cho anh em chắc tới tới 12 rưỡi 1 giờ gì đó. Là cũng phải 100 ngàn tiền net rồi. Có gì anh em ủng hộ nha, để có tiền cho net nha. Tìm net nào tối hù vậy thì net nó phải tối chứ. Net nó phải tối chứ. Net gì làm mờ hết vậy thì mấy cái này Photoshop thôi. Tôi cũng có học Photoshop mà. Mấy cái chỉnh này editor Photoshop đồ dễ mà. Gì đâu. Trời ơi, anh em xem nè. Có ai đâu mà kêu Gaming House, cái gì Gaming House ai nữa. Cái phòng có mình tôi à. Đi trên net mà, bao phòng VIP mà, phòng VIP 30 ngàn tiếng, phòng thường 10 ngàn à. Vô. Chơi được có 3-4 tiếng là phải tranh thủ á. Anh em nhớ like, subscribe kênh cho anh em, cho đơ nha. Anh em nào chướng, subscribe kênh đứng cho đơ nha. Chitana nha, nghe mình Chitana đẹp á. Chitana hay Forest à. Chitana đi. Má à, thằng này đá stream hay sao anh em ơi. Đá stream hay sao vậy? Nó chơi con Kai'Sa. Là một là nó phải cầm hồ máu lá trắng, hai là nó phải cầm kỳ sức để kỳ sức Chitana này. Mà bây giờ nó cầm tẩy trong khi tôi sub tôi lận gheo. Tôi cầm cái kỳ sức này làm gì đây? Đậu xanh đó, đá stream à? Đá stream biết tôi cầm kỳ sức cái nó cầm tẩy hả? Ao trình tôi vãi. Phê ơi. Nghe đờ. À đờ, game chú có tay nào. Ủa thấy mày đang đờ ở chỗ trên. Không. Ý đờ là team trẻ. Team trẻ. Chứ team A sao đờ. À đúng rồi, đó đúng rồi, phải nồi. Đúng rồi đó, anh em nói gì nữa? Giờ tôi hỏi nó vậy, nó kêu đúng rồi, nói gì nữa? Rồi anh em kêu tôi vô đâu, vô đảo à? Wait, kill. Sao cái nó kill tôi vậy? Kill. Nó sao quỳ luôn, nó kill. Nghĩ sao đồ tranh năm vàng với đời vậy, tay đơn cũng hơi lẹ. Cái mắt ra đời bên liền à, đời lẹ lắm. Wow. À, mấy cái pha này thường hồi xưa mình làm ta, giờ để người ta làm mình nhục vậy chứ. Không sao, à đây lấy mất gift là mình lời rồi. Không sao nha. Mấy liệt xin để nó lên nguyệt đau xíu, mình bắn nó ba bắn chết. Không sao, chết. Ly 50 thì sao? Ly 50 gặp đơ tao bắn cũng chết thôi. Nó có tẩy rồi, nó cầm 5%, nó có tẩy rồi. Ly xin cho top anh em ơi, ly xin cho top anh em ơi. Đó, đơ đập lên. Ồ, 7-0, well. Ông đánh vậy chưa có team nào tuyển hả? Trễ quá. Khác team thì sẽ chụp đội hình hết rồi. Cầm thấy bài đơn. Không lẽ thời đơn. Ây da, nà đi chúng tôi, chết chưa. Hay chưa.
anh em nhìn anh em, kiểu mấy cái pha này đây là một lần thôi nha. Tính lời làm edit clip này giùm cái pha này giùm anh cái. Ồ chết, cậu giùm đi thì chết rồi. Ôi hay hay cướp spotlight quá. Đơ đang tính làm cái signature của Đơ. Lì xịn 70 xuống cốt cốt đó. Đang gồng. Pha này đánh thì mình chắc chắn mình sẽ giết 2-0, nhưng mà Lì xịn nó xuống nó double kill thì cũng lỗ. Mình sẽ đao 700 vàng. Đó đang gồng. Tập lệnh mà, chơi game cần gì quá, tập lệnh mà. Xong đang chọn cua ra nó ăn nó, nó sau lưng nó, sau lưng nó, giết nó thử đi. Tụng cho nó thử, Lì xịn ra đáp ở mồm. Đang ăn cua đấy, đang ăn cua đấy. Với những tình huống khó xử như này thì mình biết về thôi. Đó đó đó. Lì thế nhở, Fitma ơi, Fitma ơi, đã đập lệnh mà. Đã đập lệnh mà, muốn găng là găng rồi. Nên đã làm lần thôi nha. Ôi, chắc không cần làm rồi. Sài G vào. Tiền. Có ai chơi tiền bao giờ đâu. Anh em nhấn like, subscribe kênh cho Đơ nha, cảm ơn em nhiều. Nhấn subscribe kênh cho Đơ nha anh em ơi. Trời ơi, tưởng tao nó chết á. Anh em chuẩn bị chửi tôi gà đúng không? Nhưng mà anh em đâu có hiểu cái xử lý của tôi. Anh em chuẩn bị chửi đúng không? Nhưng mà anh em đâu có hiểu. Ây da, chi ba, cậy thế. Đúng là chơi game biết nhiều thứ quá nó cũng hại. Mấy bà đã bỏ não đi. Đâu cần làm gì hay đâu trời, vui bình thường thôi mà được rồi. Đó, gà, đó, nó hay gì lắm. Hay vậy lắm, biết lắm mà. Đánh hay thì chả khen, đánh dở tí là gà. Vô được cái quán net này được tặng một vé DC KTG luôn. Mong ok nha. Thì không? Có mới nói nha. Đó đó đó, đó về anh tính đầm, về anh đầm. Đó về anh đầm. Rồi bỏ giết luôn chứ làm gì cắn. Bỏ giết luôn làm gì cắn. Về anh hùng dữ qua này lúc này bắn anh lại nè. Hùng dữ với chúng tôi. Nể tình hồi xưa vô địch chung với nhau cho nên không bắn đó nha. Không nể tình là mùa này bắn chết rồi đó. Tôi bóng nể anh phê là mùa này là tôi bắn nó rồi. Thì tôi nể tình hồi xưa đó. Cho nên mùa này tôi sẽ không bắn nó đâu. Thằng này còn 3 anh em ơi, bắt gì còn 3 anh em ơi. Đi xin không lát là thăm bèo lên. Chơi game thì không thăm bèo gì hết. Chết tôi. Tôi mà chơi game với sub á mà tôi hỏi nó sao chơi game không thăm bèo mà nó kêu lười cái là tôi cho nó một like một subscribe luôn á. Ủa, là sao? Ủa? Ủa, nãy giờ mới nhìn cho cái đội hình mình. Ây, 3D. 3D gần elite nữa. Phải. Cái độ khó chơi của cái đội hình này nó ngang với đội hình 5 bóc. Bị dính chiêu cuối Renata Glass vẫn bắn phê được. Anh em nhấn like, subscribe kênh cho tôi, nhắm anh em nhiều. Họ tập trung đánh anh em ơi, tập trung đánh anh em ơi. Mấy tình huống này mà mới tập trung cái lần kia này nó bọc sau lưng liền cú thất á. Để tập trung á. Đầu game mình còn liên thiên được chứ giữa game với cuối game là mình phải tập trung tí. Đi ghê đại lé. Đi ghê. Còn cái nén đang bọc này. Cái nén đang bọc này, cái nén đang bọc này. Cái nén trước. Cái gì đụng vô lát, đụng vô lát, đụng vô lát vậy? Cái gì mà đụng vô nào nó lát vậy? Set up là hay nè. Một cửa cho Đơ, một cửa cho Đơ. End không có được. Set up rất là hay nhá. Bọc sau lưng đồ đó, không có lát bọc sau lưng đồ đó. Tại sao biết cái nem sau lưng? Tại vì tự nhiên cái Ige đang đẩy trụ. Ige nem đẩy trụ, trụ sắp banh rồi nó không để tiếp ở TP. Đương nhiên có người sau lưng rồi.
đó là cơ bản. Tự nhiên đang lấy trụ ngon lành cái tivi à, phê nha phê. Hồi trước ở Blast thì mình cũng hay nói mấy cái này mà phê. Genen làm buôn đó anh em. Game này nếu mà bình thường mà mình không xanh á, mình sẽ lên cái giảm máu. Tại vì kiểu game này mình out đồ rồi, cho nên mình lên full dam luôn, bắn dưỡng chết á. Nó cái dam mà cái máu mà nó hồi thì không có bằng cái dam mình được. Còn nếu như game này mình bình thường thì mình phải là giảm máu, tại dam mình ít á. Quýnh tầng 4 ơi, quýnh tầng 4 ơi, đừng có farm anh em ơi. Sao tôi nghi tôi chuẩn bị lỗi vậy ta? Tôi cảm giác tôi chuẩn bị lỗi vậy ta. Giờ đây gheo ơi, giết ba. Hai này giết được. Cái này nó có lát rồi. Nó sẽ cánh nó glass mình xong mình gọi nó ra làm giết ba. Má mất. Ây da má midlit anh em ơi. Cái pha đó là bắn thường xong mà lát bắn thường là sẽ hủy đòn đánh á. Á pha đó midlit chứ. Lát là bấm lộn, bấm midlit. Dạ. Dở. Ba đời dở. Máy mế nó vậy á. Hay chưa, thấy cái linh cảm đúng chưa? À, cái linh cảm, tại vì cái linh cảm con chuột của tôi nó ít sai lắm. Tôi cầm chuột mà tôi bị mất cảm giác là thế nào tôi cũng lỗi à. Còn bữa nào mà tôi cầm chuột vô mà tôi không mất cảm giác là hiểu rồi đó. Good end game. Trời ơi, nhìn lên tái tạo. Fast and forget, lại lên. Hai lính hồi luôn. Phê cũng mạnh á, nhưng mà đỡ mạnh hơn. Bên này kia của đơ mà kỳ quá. Hay két quá. Phê xem khác nha. Bên này kia của đơ, trời ơi. Để chơi net thì mình được bên này kia là chỗ đơ là được một lon monster với lại 3 tiếng trên net. Thì đơ thì cũng không có ước mơ gì cao sang. Nếu như gam esports có team trẻ thì đơ xin được test. Còn team ai thì đơ không dám.